các nữ sinh tại thành phố Herat, miền Tây Afghanistan đã trở lại trường học với khăn hijab trắng và áo trùm đen vào hôm thứ Tư 18 tháng 8, chỉ vài ngày sau khi Taliban trở lại cầm quyền. Hình ảnh từ video do hãng tin Reuters đăng tải cho thấy các em được tự do đi lại trong khuôn viên trường và tham gia các lớp học. Với vị trí gần với biên giới Iran, Herat từ lâu đã trở thành một ngoại lệ so với nhiều khu vực khác của Afghanistan. Phụ nữ và trẻ em được đi lại tự do trên phố và đi học tại các trường. Thế nhưng khi Taliban tiếp quản đất nước, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù Taliban đã khẳng định trong cuộc họp báo hôm 17 tháng 8 rằng sẽ tôn trọng quyền phụ nữ trong khuôn khổ Hồi giáo, thế nhưng tương lai phụ nữ và trẻ em gái tại quốc gia Tây Nam Á này vẫn còn khá mờ mịt và ám màu u tối.